Sẽ rất là ngang trái nếu như đây là một tập phim quay về Phan Thiết mà mình lại đi giới thiệu món mì Quảng với xuất xứ ở Quảng Nam. Nó cũng sẽ giống như là nếu mình làm phim ở Sài Gòn mà mình lại đi giới thiệu món bún chả chẳng hạn. Thế nhưng cả cuộc đời đi ăn mì Quảng của mình ở khắp mọi nơi trên đất nước, mình chưa bao giờ thấy ở đâu có món mì Quảng riêng biệt và lạ lẫm như là Phan Thiết. Có rất là nhiều nước dùng trong một tô mì Quảng như thế này, và chắc là bạn sẽ không thể tìm được ở đâu có một cái bát mì Quảng mà ăn với lại thịt vịt nữa, rất là đặc biệt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của chị Bay khi trò chuyện, mình hiểu rằng niềm vui của một người chủ quán ăn thực ra rất đơn giản. Đó là khi được thấy khách hàng ăn sạch sành sanh. Chị tên là Hằng, chủ quán chả cuốn ở Phan Thiết. Quán của mình thì có cũng lâu đời rồi em, từ đời ngoại của chị tới giờ khoảng 40 năm á. 40 năm. 40 năm. Tới đời mẹ chị, xong rồi tới chị. Nước chấm đậu phộng là cái nước chấm gia truyền luôn á. Là chị làm nguyên chất từ đậu phộng. Nói chung là khách ăn đó, đa phần là mọi người thích cái nước chấm, người ta cũng khen. Phải chia sẻ thực sự cảm xúc của bản thân mình dành cho món chả quần cá trích. Có lẽ là một trong những món ăn đường phố mà mình yêu thích nhất trong hành trình đi ăn một mình. Chắc là vì mình thích cái sự giòn rụm của đồ chiên rán, và mình đặc biệt cực kỳ mê nước chấm làm từ đậu phộng. Và nếu được lựa chọn một món ăn vặt vào buổi chiều thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Đầu là tụi chị đi mua bán đó thì bắt đầu cái con mực lá này rất là nhiều. Mà em biết con mực lá này nó không có chuộng. Tại vì khi mà ở mực mà hiện hành trên thị trường của mình là có 3 loại. Nếu bạch tuộc nó là 4. Còn mực mà thông thường ở đây mà ta sử dụng là 3 loại. Mực ống thì để người ta làm mực khô, còn mực nang là để người ta mực xào. Còn cái con mực lá này người ta không có làm gì hết, làm cái gì ăn nó cũng không ngon hết á. Thì lúc đó chị mới nghĩ là tại sao nó ăn không ngon. Chị mới đặt câu hỏi tại sao nó ăn không ngon, mà chị cũng hỏi biển là tại sao nó ăn không ngon. Thì người ta nói là ăn tươi thì nó giòn, mà con mực thì người ta thích ăn mềm, mà nếu như mà ăn khô thì nó cứng, người ta không ăn được. Thì lúc đó chị nói tại sao mình không làm nó vừa khô và tươi. Vậy thì mình đừng có phơi nó khô quá, mình chỉ phơi nó vừa một nửa kia thôi. Thì lúc đó là chị phơi đúng một ngày, chị đem vô chị nướng thì không ngờ đó là bí quyết. Ngoài ra, món mực một nắng nổi tiếng do chính người phụ nữ này nghĩ ra và bây giờ thì đã lan tỏa đi khắp nơi trên đất nước. Liệu là một cái sự sáng tạo của mình nhưng sau này nó trở nên rất nhiều người làm theo, thì chỉ có suy nghĩ gì? Không, hiện giờ thì cũng có nhiều người làm rồi, mà món mực một nắng này nó đã tràn lên trên thị trường rồi. Nhưng mà vấn đề là nó không bằng của chị. Dù sao nó vẫn không bằng. Thì giống như em thì đó, làm gì làm, nếu như mà sư phụ có dạy hết nghề đi chăng nữa thì sư phụ vẫn để lại một cái bí kíp.